Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể nhập cái số dư đầu kỳ của sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. Thường là số dư đầu năm. Chúng ta vào phần mềm, mở phần mềm lên và thực hiện việc đăng nhập vào, chọn cái dữ liệu của mô hình kế toán theo mô hình kế toán xây dựng theo thông tư 133. Trong cái hệ thống video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ cách thức để các bạn có thể làm được kế toán cho công ty xây dựng. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào khai báo và vào số dư ban đầu. Ở đây là có cái mục là mục tài khoản và mục công nợ. Thì các bạn biết là trong cái số dư ấy thì có cái phần tài khoản và phần công nợ. Phần tài khoản này các bạn vào những tài khoản không phải là công nợ các bạn nhé. Và phần công nợ thì các bạn khi các bạn vào cho chi tiết từng tài khoản và từng đối tượng thì nó sẽ tự động update sang cái phần tài khoản này. Chúng ta vào mục số dư đầu kỳ các tài khoản. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây ấy là hệ thống tài khoản ở đây. Thì các bạn đầu tiên các bạn có thể chọn là tài khoản 111. Ví dụ số dư đầu kỳ tiền mặt của chúng ta là 100 triệu. Tiếp theo là chọn tài khoản 112. Các bạn nhìn thấy này 1121 chứ có nhiều bạn lại nhầm lẫn là 1112 nhá. Ở đây là 1121 này. Đối với cái tài khoản ngân hàng này chúng tôi đã hướng dẫn ở trong cái phần khai báo danh mục rồi ấy, thì các bạn không mở tài khoản theo ngân hàng. Ví dụ như ở đây tôi dư ở tài khoản ngân hàng đầu tiên là ngân hàng Vietcombank là ví dụ 50 triệu. Thì các bạn lưu ý là đối với tài khoản ngân hàng thì chúng ta nhập số dư là chúng ta phải chọn tài khoản ngân hàng nhá. Tiếp theo, nếu có một ngân hàng khác nữa thì các bạn chọn tiếp tài khoản này, dòng tiếp theo. Đấy. Và chúng ta ví dụ ở đây chúng ta đánh là 20 triệu dư ở ngân hàng khác thì chúng ta chọn tài khoản đây là tài khoản ngân hàng khác nhá. Ở đây tôi sẽ tiếp tục. Đây. 131 thì chúng ta nhập ở bên phần công nợ nó sẽ tự động sang, ví dụ như thuế giá trị gia tăng được khấu trừ còn 5 triệu. Rồi. Còn phải khấu trừ 5 triệu nữa. Ở đây chúng ta tiếp xuống các tài khoản khác, ví dụ như 152 nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu thường đối với các công ty xây dựng công trình theo thông tư 133 với cả các công ty xây dựng ấy, bình thường ấy thì không có tồn kho vì thường là nhập xuất tại chân công trình. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tức là tài khoản 154. Ví dụ đầu tiên chúng ta còn dư 60 triệu ở công trình. Đối với cái tài khoản 154 thì các bạn lưu ý là các bạn phải chọn công trình. Ví dụ như dư 60 triệu ở đây là dư ở công trình 1. Sau đấy các bạn chọn tiếp 154 tiếp, đúng không? Ở đây là 30 triệu. Và cái này là số dư dở dang của công trình 2. Đấy, chúng ta chọn tiếp tài khoản 154, ví dụ đây 20 triệu nữa là của công trình 3. Cái này chúng ta phải vào cụ thể từng công trình nha. Cái này không phân biệt khoản mục phí các bạn nhé. Đối với tài khoản 154 thì khi cuối kỳ các bạn đã phân bổ hết rồi về thì các bạn biết là đối với công trình ấy thì người ta không thể bóc tách ra là dư ở nguyên vật liệu hay nhân công hay là chi phí chung, mà cũng chả ai làm như thế. Tại vì tôi khi mà công trình ví dụ các bạn làm xong một cái móng nhà rồi, tôi đố các bạn biết được là ở trong đấy bao nhiêu vật liệu ấy, rồi bao nhiêu nhân công và bao nhiêu chi phí chung ấy. Rất là khó vì nhiều công trình khác nhau, đồng thời lại cái việc mà phân tích ra ở trong đấy là số dư nào, các cơ quan chức năng đến có thể hỏi kiểm tra mình thì mình phải đưa cái bảng tổng hợp chi phí là nó tổng hợp trong kỳ ra, chứ không không để giải trình là trong kỳ như thế này, nguyên vật liệu này, chi phí chung cái này, nhân công cái này, máy thi công cái này, và nó ra được cái số dư cuối kỳ là của công trình này là như thế này. Chứ các bạn không phân tích cái này là từng khoản mục chi phí nhá. Điều này rất khó, tại vì có những công trình thì nhân công thì nhiều mà nguyên vật liệu thì ít, có những công trình thì nguyên vật liệu thì nhiều mà nhân công thì ít. Không ai đi bóc cái này như này cả, bóc thế này rất là vất vả, gần như các bạn không thể biết được. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp là cái phần
công cụ dụng cụ đi, công cụ dụng cụ các bạn cứ đưa vào khoảng 20 triệu. 2 triệu đi, không cần phải 20 triệu đâu. Đấy, ví dụ thôi mà, đúng không? Để cho các bạn hiểu thôi. Ở đây là tài sản cố định, tài sản cố định ví dụ ở đây chúng ta là 500 triệu. À, tài sản cố định chúng ta ở đây là chúng ta sẽ xem cái phần chúng ta khai báo tài sản cố định nhé. À, là hôm nọ chúng ta tất nhiên số liệu là phải khớp nhau. Ở đây là cái này là phát sinh trong năm 2019 2000 đó. Đây là 2 tỷ 2. Tài sản cố định là 2 tỷ 2 các bạn nhé. Rồi. À, khấu hao tài sản cố định. Ở đây là chúng ta xem là cái giá trị khấu hao. Mở thế này nó khó, nó chọn ẩn hiện cột xem nào. Rồi, chúng ta chọn này. Hao mòn lũy kế. Đã hao mòn lũy kế, chúng ta sửa lại đây một tí nhé. Để cho nó số liệu nó khớp. Ví dụ như ở đây chúng ta đã hao mòn là 1 năm. 1 năm là 12, 120 triệu. Đây, đến năm 2000, 2016, 2017, 2018, 2019 là 4 năm là 480 triệu. Rồi. Ông này là 1 năm. 1 năm thì là 100 triệu. Rồi. Đấy. Ở đây là 1 năm 100 triệu là 580 triệu. 21411 580000. Đây là cái số liệu ví dụ chúng tôi đưa ra, nhưng mà các bạn phải hiểu thế này này, đưa ra số liệu có ví dụ đi nào thì vẫn cứ phải đúng. Không thể là không đưa ra một cái số liệu mà lại cái bảng bên này là một đường mà bên này là một nẻo. Ví dụ chúng ta thấy này, tài khoản 153 này, thì tí nữa chúng ta sẽ vào bên cái phần số dư công cụ dụng cụ là nó là khoảng 2 triệu là chính xác, phải chính xác 2 triệu. Rồi, ở đây một số tài khoản khác đối với công ty đó, công cụ dụng cụ nhá, 2 triệu nhá. Ở đây chúng ta sẽ số dư này là 5 triệu đi. À, 5 triệu số dư của chi phí trả trước. Rồi. Các khoản đi vay cứ cho là chưa có đi, nó cũng như vậy. Ở đây ví dụ như là 2 tỷ. Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Rồi, lãi lợi nhuận các năm trước chưa phân phối. Ví dụ như ở đây là lợi nhuận là 200 triệu đi. Rồi. Đây là cơ bản về các cái số liệu mà chúng ta cập nhật vào đây. Thì có những tài khoản nữa thì các bạn thêm vào thôi, chúng ta lưu lại và đóng. Bây giờ chúng ta sang phần công nợ nhá. Vào khai báo, vào số dư công nợ. Ở đây chúng ta thấy ở tài khoản 111 là dư nợ. Ví dụ như là ở đây ban quản lý dự án là chúng ta đã hoàn thiện ở cái này còn 100 triệu. 300 triệu đi. Rồi, đây là ví dụ nhá. Sau khi xong 131 thì các bạn lưu lại này. Rồi, các bạn làm tiếp này, 331 nhá. Ở đây ví dụ như công ty cung cấp nguyên vật liệu này, chúng ta đang nợ họ khoảng 100 triệu. Ví dụ thế, đúng không? Chúng ta ghi bên có này, 131 ghi bên nợ, dư bên nợ. Dĩ nhiên sẽ có những đơn vị người ta dư bên nợ do chúng ta đặt trước tiền hàng để mua. Ví dụ 331 đây chúng ta đặt trước tiền hàng. Nhưng mà cái đấy thì các bạn nhìn và các bạn có thể vào số liệu. Đấy, bây giờ chúng ta quay lại tài sản cố định xem tài khoản 131, 331 đó đã sang chưa? Đấy các bạn nhìn thấy này, 131 nó sang đây 300 triệu rồi. 31 cái này các bạn không sửa được, kích vào không sửa được nhá. Nó từ bên công nợ mà ra. À, rồi. Ở đây chúng ta là đã có số dư là 2772 2880, chúng ta mở cái máy tính ra. À, trừ cái xem nào. Mình còn xem nó lệch chừng nào nữa nhá. 2772000 trừ 2880000. Đấy. Âm 108 triệu. Có nghĩa là bên phần tài sản đang nhiều hơn bên phần nguồn vốn là 108 triệu.
ở đây chúng ta cho vào cái tài khoản nào cho nó ấy nhỉ, đây 108 triệu rồi, đây 138 triệu à. Thôi cho dư cái công trình này đi, ví dụ thế. Tất nhiên là các bạn không thể điều chỉnh như thế này được, các bạn căn cứ số liệu thực tế. Tôi ở đây là tôi làm số liệu ví dụ thì tôi điều chỉnh làm sao cho nó cân để lên cái báo cáo tài chính. Còn các bạn không thể bốc chỗ này bỏ vào chỗ kia đâu nhá, phải xem cái bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, những báo cáo tài chính những năm trước mình đã làm để vào số dư. Đấy là sau khi chúng ta vào cái số dư đầu kỳ của cái tài khoản và công nợ. Bây giờ thế này, cái phần công cụ dụng cụ ấy, chúng ta có một số ở đây là dư 2 triệu, có một số cái chúng ta chưa đưa vào sử dụng. Đây tôi ghi ở đây là công cụ nhá, 001 đi. Đây bắt đầu đấy, ví dụ như là máy máy gì nhỉ, máy gì khoảng tầm tầm 2 triệu nhỉ, máy đầm cóc ấy ví dụ. Tất nhiên nó cũng nhiều nhiều chứ không phải là, đấy là tôi ví dụ mua cái hàng cũ về dùng chẳng hạn. Đấy là nguyên vật liệu này, đấy chúng ta chọn lưu này nhá. Tôi đưa một cái ở đây để các bạn là cái này chưa sử dụng, mua về nhưng mà chưa sử dụng. Chúng ta vào số dư đầu kỳ hàng hóa vật tư này nhá. Cái này là các bạn lưu ý này, cái này chưa sử dụng thì nó mới nằm đây, chứ nếu mà nó mà đưa vào sử dụng rồi thì nó sẽ nằm ở 242 chứ không thể nằm 153 được nhá. Cái này ở đây và sau này chúng ta sẽ dùng phiếu xuất sử dụng để chúng ta xuất vào đầu năm 2020, chúng ta sẽ đưa ra để sử dụng, lúc đấy mới đưa lên 212. Chúng ta vào phần số dư đầu kỳ vật tư hàng hóa. Cái này nó đang ở trong kho chưa đưa ra sử dụng thì nó sẽ dư ở cái phần vật tư hàng hóa, còn cái phần công cụ dụng cụ này là những cái đã được, cái này có thể coi là công cụ dụng cụ và chi phí trả trước của chúng ta đã đưa vào sử dụng và đang trong quá trình tính phân bổ. Chúng ta vào vật tư hàng hóa này, các bạn nhìn thấy ở đây số lượng một cái, giá trị tồn là 2 triệu. Và đánh vào thì ở bên này nó tự chia ra đơn giá nha các bạn nhé. Đấy, những cái công cụ dụng cụ này là hiện tại đây chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ mở thêm một cái kho nhé, là kho công ty. Kho công ty đấy, để lưu cái ông này vào, ông này đang nằm ở kho công ty đúng không? Đóng đi và lại vật tư hàng hóa này. Đấy, ông ấy đang ở kho công ty, số lượng 1-2 triệu. Sau khi các bạn là vào rồi thì các bạn lưu lại nhá. Còn mấy cái công cụ dụng cụ kia thì nó đã nằm bên phần tài sản cố định, nằm bên phần phân bổ 242 rồi. Chúng ta sẽ vào bên phần phân bổ 242. Ở đây chúng ta 242 là chúng ta có 5 triệu. Đấy, chúng ta vào tiếp. Đấy là vào số dư hàng hóa vật tư nhá các bạn nhá. Ở đây chúng ta ấn nút nạp này, nó sẽ hiện ra hết. Tất cả những cái gì các bạn vào danh mục thì nó sẽ hiện ra ở đây. Và việc của các bạn là các bạn chỉ cần ở đây có một tí phải sửa nữa. Ở đây là tài khoản 153 nhé các bạn nhé. Rồi. Các bạn lưu ý này, tại sao chúng ta lại phải vào số dư cả hai bên? Điều này là có nhiều khách hàng người ta cũng cũng suy nghĩ. Nhưng mà bản thân khi mà cung cấp toàn bộ cái phần mềm ra thị trường ấy thì rất nhiều khách hàng là người ta lại không theo dõi cái phần nguyên vật liệu trên phần mềm, có mỗi số liệu thôi. Thế thì cứ bắt người ta vào đây thì mới hiện lên bảng cân đối kế toán, thì nó bảng cân đối phát sinh thì nó vô lý. Thế nên là ở đây chúng ta cứ vào hết ở đây, xong tổng tiền bao nhiêu chúng ta ném sang bên phần số dư tài khoản, thế là xong. Chứ chúng ta không 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 để là cứ vào bên này thì nó mới hiển thị sang bên kia, sang bên số dư tài khoản nhé. Các bạn lưu ý chỗ này. Sau khi vào xong thì chúng ta sẽ vào tiếp phần công cụ dụng cụ. Công cụ dụng cụ chi phí trả trước là có 5 triệu đúng không? Ở đây các bạn nhìn thấy này, cái này chúng ta sẽ chọn là cái phòng ban, đây là máy in Canon, phòng ban kế toán. Rồi chúng ta sẽ chọn là ngày ghi tăng là 31 tháng 12 2019. Đây là số tiền này, số lượng này, một cái đơn giá là 2 triệu 9.
Canon 2900 2 triệu 9 nhá. Số tiền phân bổ là 2 triệu 9, số lần phân bổ chúng ta phân bổ 24 tháng đấy. Cái này thì cái số lần phân bổ này tùy thuộc vào quy định của nhà nước nhá. Tôi lấy ví dụ 24 tháng có nghĩa là 2 năm thôi. Số lần đã phân bổ là chúng ta chưa phân bổ. Đấy. Số tiền đã phân bổ chưa, số lần phân bổ còn lại chừng này rồi. Tiếp theo là cái công cụ dụng cụ. Đây là cái laptop. Laptop này. Phòng kỹ thuật nhá. Cái laptop này ấy, thì là có một cái đơn giá của nó là 10 triệu nha các bạn nha. 10 triệu. Số tiền phân bổ là 10 triệu nhưng số lần phân bổ ấy là ở đây chúng ta 36 tháng thì có nghĩa là 277.000 một tháng. Nhưng mà ở đây chúng ta đã phân bổ là chúng ta trừ đi nhá 5 triệu mà trừ đi 2 triệu 9 là còn bao nhiêu? Còn 2 triệu mốt đúng không? 2 triệu mốt có nghĩa là số lần đã phân bổ này. À, 2 triệu mốt có nghĩa là chúng ta còn có 2 triệu mốt mà 10 triệu. À, 10 triệu này. À, chia cho 3 2 triệu mốt là còn 7 triệu 9. 7 triệu 9 là chúng ta đã phân bổ là 7 triệu 9 chia cho 2 7 7 7 7 8 bằng 28 kỳ. 28 kỳ ha. 28 kỳ đúng không? Số lần đã phân bổ. Số lần phân bổ là 36, đây 28 nhá. Ghi cụ thể này, số tiền đã phân bổ là 7 triệu 9. Đấy, số tiền phân bổ còn lại là 2 triệu mốt. Hai thằng này cộng lại là đúng được 5 triệu. Đây rồi, các bạn nhìn thấy không? Đấy, chúng ta phải cụ thể như này này. Rồi, chúng ta lưu lại nhá. Về cơ bản thì chúng ta đã vào được hết số dư đầu kỳ cho các cái số dư của một công ty kinh doanh xây lắp theo thông tư 133. Và chúng ta có thể tiếp tục theo dõi trang phần mềm kế toán totalshop.net và theo dõi trang. Các bạn lưu ý là theo dõi trang và like trang để theo dõi tiếp các cái video cập nhật số liệu tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.